Hello, xin bạn nha. Hôm nay tôi sẽ test FPS 5 FPS, 12 FPS, 25 FPS và 30 FPS nha. Đầu tiên ra ghi lò sằng đây. Đầu tiên ta sẽ chơi 5 FPS. Tôi sẽ vẽ một quả bóng rơi xuống nha. Chỉnh cho nó đậm đi tí. 5 như là 1 2 3 4 5. Ok, bây giờ sẽ xem nó rơi khá là cứng luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển thành 12 FPS. Mười ba, ok, vậy chúng ta sẽ vẽ 12 nha. 12 quả bóng, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ok, test nó rơi nó cũng khá là đều đều đúng không. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển thành tiếp, đó chính là 15 FPS. Thôi không 15 nữa, chúng ta sẽ nhảy lên 20 25 FPS, khá là mượt. Tôi sẽ làm hẳn cái khác thôi. Ok, 25 quả bóng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ok, bây giờ sẽ xem video này. Nó rơi khá là mượt luôn. Bây giờ sẽ chuyển thành FPS cuối cùng, nó chính là 30 FPS. Rất là mượt. Làm như cái sai. Ba mươi FPS nha, 30 quả bóng. Một, hai, ba, bốn, 30 tranh. Nó chạy rất là mượt luôn các bạn. Ok, đó chỉ phân tích của 5 FPS, 12 FPS, 25 FPS và 30 FPS và